Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thái Hoàng HD. Video này mình sẽ chia sẻ tới bạn cách mà chúng ta sẽ làm ra một hiệu ứng chữ như này, cực kỳ đơn giản ở trong Photoshop. Bởi vì đây là một cái cách làm rất là cơ bản mà bất kỳ bạn nào xem xong video này cũng có thể thực hành và làm được. Ok, cùng mình làm nhé. Rồi, trước khi vào video thì anh em nào mà chưa tham gia group Thái Hoàng HD hình ảnh video marketing thì anh em tham gia vào nhé. Ở group này mình chia sẻ rất là nhiều những cái tài nguyên liên quan đến thiết kế. Anh em hoàn toàn có thể vào đây và tải về và sử dụng hoàn toàn là miễn phí nhé. Ví dụ như ở đây một cái bài gần nhất mình chia sẻ về báo áp bộ nhận diện tiếng hiệu, từ bao bì sao cho đến lem cát, vân vân, bảng biển nhé. Rồi, ok, không làm ma nữa, chúng ta sẽ vào cái video này. Đầu tiên thì mình sẽ tạo ra cho nó một cái file. Ở đây file mình có cái kích thước đó là 1280 x 720. Rồi, và mình sẽ đổ một cái màu gradient. Màu gradient thì anh em có thể tham khảo cái thông số màu của mình như mình ở đây. Đây, cái mã màu đây, 2 mã màu. Rồi, ok, mình sẽ kéo cái màu gradient theo cái dạng hình tròn để tạo cho nó một cái nền. Đối với nền dạng gradient như thế này ấy, thì cái nó sẽ có cái chiều sâu hơn, có cái chiều sâu hơn rất là nhiều. Ở đây mình sẽ cho đậm lên một tí, mình sẽ nhấn Ctrl+L để mình cho cái lớp nền nó đậm hơn một chút. Rồi. Ok. Ở đây mình sẽ có một cái chữ đó là về giảm giá ấy, chẳng hạn nhá. Ok. Giảm giá. Form chữ thì anh em có thể tham khảo mình ở đây. Đây là cái tên của cái bộ form chữ. Rồi, mình cho to ra một chút. Ở đây thì mình sẽ căn cái chữ này ra giữa. Mọi người sẽ chọn hai cái layer này và giữ Ctrl tích thẳng vào cái layer thu nhỏ, cái hình ảnh thu nhỏ của cái layer số 0 để nó hiển thị lên một cái vùng chọn như này, để nó cố định cái đường gióng, nó sẽ gióng theo cái đường này. Ở đây mình sẽ căn ra giữa thì mình tích vào đây và căn ra giữa theo chiều ngang. Đây, ok. Ở cái chữ giảm giá này thì mình sẽ cho nó một cái hiệu ứng đường cong. Thì ở đây các bạn sẽ quay trở lại công cụ ở phím T và các bạn sẽ tích vào cái biểu tượng cái chữ T ở đây. Rồi ở đây mình sổ xuống thì mình sẽ có rất là nhiều những cái hiệu ứng khác nhau mà hoàn toàn các bạn có thể làm khác mình, cũng không nhất thiết phải làm giống nhé. Nó có nhiều hiệu ứng khác nhau. Ở đây mình sẽ sử dụng hiệu ứng đầu tiên như này và mình sẽ cho giảm cái đường cong này xuống thì bằng cách các bạn sẽ giảm cái thành đường cong ở đây. Ok, mình cho cong một chút thôi nhé. Rồi, thì mình đã tạo ra cho nó một cái hiệu ứng đường cong như này. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu áp cho nó một số những cái hiệu ứng về màu sắc cũng như là bóng. Ở đây mình sẽ tích đúp vào trong cái bảng này, tích đúp vào nhá, thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng đó là Layer Style. Trong bảng Layer Style này thì các bạn sẽ, đầu tiên các bạn sẽ đổi cho mình cái màu. Đầu tiên mình sẽ đổi cái màu sang Gradient. Đối với gradient thì các bạn nên lạm dụng cái màu gradient này vào trong cái thiết kế của mình để cho nó có những cái sắc độ khác nhau. Ví dụ đơn giản như là cái màu nền của mình như thế này, mình tạo một cái màu gradient nó sẽ khác hơn rất là nhiều so với mình sử dụng một cái màu bệt. Nó sẽ có một cái không gian hơn, đúng không ạ? Ở giữa đó là sáng và dần dần sang hai góc là tối, nó sẽ có cái chiều sâu hơn, có cái chiều sâu hơn. Rồi, mình sẽ chọn vào cái phần gradient đây. Ở đây thì mình đã có sẵn cái màu gradient này rồi. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái thông số màu của mình nhé. Đây, thông số màu đây. Các bạn có thể chọn cái thông số màu như mình như này. Mình sử dụng màu đây, gặp màu vàng cam. Tiếp theo các bạn sẽ điều chỉnh cái góc độ của màu gradient thì tùy theo ý thích của các bạn có thể điều chỉnh từ trái qua phải, từ trên xuống dưới hay vân vân. Ở đây thì mình để 90 độ nhé. Rồi thì nó có cái màu gradient kéo từ trên xuống dưới, là từ màu sáng đến màu đậm hơn. Tiếp theo vào cái phần stroke. Đây, ở cái phần stroke này mình sẽ tạo cho nó một cái lớp viền. Đầu tiên nó size thì các bạn có thể tăng giảm cái, mình sẽ kéo ô này sang bên này cho dễ nhìn nhá. Tăng giảm cái size stroke màu trắng này, mình sẽ cho to ra một chút nhá. Ok, cho to ra như này. Rồi, ok, thì nó sẽ tùy theo cái form chữ của bạn dày hay mỏng để các bạn cho cái size này nó khác nhau, chứ không nhất thiết phải cho thành 7 giống mình. Ví dụ những cái form chữ của bạn nó có thể nó mỏng hơn form chữ mình chẳng hạn, thì cái size chỉ số nên sẽ nhỏ hơn. Rồi, tiếp theo về những cái màu sắc thì bạn có thể thay đổi ở đây. Ví dụ các bạn có thể đổi sang màu đỏ, nhưng ở đây mình sẽ để là màu trắng nhé. Rồi, hiệu ứng thì các bạn cứ để low mờ cho mình. Các bạn để low mờ hiệu ứng cho mình nhé. Rồi, còn tất cả những cái thông số mặc định thì các bạn cứ để nguyên. Ở đây nó có cái bảng rất hay là các bạn có nhiều những cái chế độ này. Ở đây các bạn chọn cái dòng đầu tiên thì cái viền, cái stroke nó sẽ ăn ra bên ngoài, còn các bạn chọn dòng thứ hai này, hoặc là ở dưới thì nó sẽ bị lấn vào bên trong. Như các bạn nhìn này, nó mất hết những cái kích thước của cái cái tỷ lệ của cái form chữ đúng không? Bởi vì cái size, cái màu trắng này, cái stroke của mình áp vào nó lại ăn vào bên trong chứ nó không ăn ra bên ngoài. Hay là ở cái dưới này cũng vậy, ở cái dưới này thì nó ăn một nửa ra ngoài, một nửa vào trong. Nên là mình sẽ cho hết cái stroke này ra vùng bên ngoài bằng cách các bạn sẽ tích vào cái ô đầu tiên ở đây nhá. Rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ tạo ra cho nó một cái khối nữa. Ở đây thì mình sẽ vào cái phần cột tích đầu tiên này. Nó sẽ có rất là nhiều những thông số, có thể mới đầu nhìn thì các bạn sẽ hơi rối một chút. Ở đây thì mình sẽ để lại cái thông số tất cả là mặc định hết nhé, cho các bạn dễ hình dung. Bởi vì trước đây mình đã làm rồi nên cái thông số này nó có thể thay đổi. Rồi, đầu tiên overlay, cái độ trong mờ mình sẽ cho giảm hết và để cái màu low mờ hết này, low mờ hết. Đấy. Ok, các bạn cứ để mặc định hết cho mình như này nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu. Các bạn cứ để lại mặc định hết cho mình. Mình sẽ hướng dẫn lại để cho các bạn làm sao hiểu được cái bản chất để các bạn có thể ứng dụng được nhiều vào nhiều những cái công việc khác nhau, chứ không nhất thiết là cứ phải form chữ, có thể vào áp dụng vào hình, những cái hình mảng miếng khác nhau để cho nó có khối. Rồi, đầu tiên thì ở đây các bạn để mặc định cho mình smooth. Ok. Rồi, tiếp theo cái cột này này, cái cột về size này. Đầu tiên các bạn điều chỉnh size cho mình nhé. Cái size các bạn tăng lên này. Các bạn nhìn này, khi mà tăng size lên nó sẽ có hai cái vùng. Đầu tiên đó là vùng tối này, vùng tối đúng không? Và bên trên đó là vùng sáng. Nó tượng trưng cho hai cái màu là gì? Mình đang chọn đó là màu trắng và màu đen ở đây. Hai cái màu trắng và đen. Yeah. Hoàn toàn các bạn cũng có thể thay đổi cái màu trắng và màu đen này. Ví dụ ở đây mình không thích màu trắng, mình thay đổi sang màu đỏ được không ạ? Hoàn toàn được, đúng không? Cái này thì tùy theo mục đích của các bạn lấy màu gì thì lấy. Nhưng ở đây mình sẽ lấy màu trắng và màu đen. Ok chưa ạ? Tiếp theo ở dưới nó có cái giảm opacity, có nghĩa là cái độ trong mờ của cái màu trắng và màu đen này. Ví dụ ở đây màu đen là rõ nhất đúng không? Mình sẽ giảm opacity xuống này. Các bạn nhìn cái màu đen ở đây nhá, nó sẽ dần dần nó sẽ mờ đi này. Đấy, đúng chưa? Nó sẽ mờ đi nhá. Và khi chúng ta giảm kịch xuống này thì nó sẽ không hiển thị ra bởi vì opacity là 0. Và chúng ta kéo lại một cái sắc độ cái màu đen nhất định, đừng để nó cứng quá, thì nó sẽ rất là xấu nhá. Mình đang sử dụng một cái form chữ nó rất là mềm mại, nó phù hợp với cái lĩnh vực như là về trẻ em thì mình nên làm sao nó mềm mại, nó smooth một chút. Ok. Đấy, đừng cho cứng quá cái này thì sẽ hơi sợ, mình cho nó mềm mại một chút rồi. Tiếp theo thì về cái màu trắng cũng vậy, nó cũng như màu đen thôi, cái độ trong mờ của màu trắng này. Đấy, độ trong mờ của màu trắng. Và ở đây nó có cái hiệu ứng, ví dụ multi thì các bạn có thể để sang, ví dụ màu đen này thì các bạn có thể để sang chế độ multi, nó làm tối ảnh. Tuy nhiên là các bạn mới nên là nhiều khi là vẫn chưa hiểu cái bản chất của multi. Nên là các bạn có thể để multi hoặc các bạn có thể để normal cũng được, không sao nhá. Rồi. Về cái màu trắng này, nếu mà các bạn để chế độ overlay, đối với màu trắng nó sẽ làm sáng ảnh, các bạn nhìn này nó sẽ sáng lên cái màu vàng. Đúng ạ, nó không còn là cái màu trắng. Nếu mà mình để normal thì nó sẽ là cái màu trắng. Đấy, nhưng mà nếu mình để cái chế độ overlay nó sẽ làm sáng cái màu bên dưới này. Đấy, thì mình thấy cái chế hiệu ứng overlay nó sẽ đẹp hơn là chúng ta để cái hiệu ứng low mờ là màu trắng như này nhá. Ở đây mình để overlay. Rồi các bạn có thể giảm opacity xuống một chút, cái này tùy các bạn. Tiếp theo các bạn muốn cho nó cái màu nó màu tối màu sáng này nó rộng ra hơn một chút thì các bạn sẽ vào đây, vào size. Đấy, các bạn cho rộng là tùy theo ý thích. Đấy, đây là size cho rộng nhá. Cho rộng ra hay là bé lại, và ở dưới đó là cái nó sẽ làm mềm ra này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó làm mềm chưa? Khi chúng ta kéo kịch thì nó sẽ rất là mềm, đúng không? Nó không hiển thị những cái đường gợn ở đây nữa. Và chúng ta kéo lại cái vị trí ban đầu thì nó sẽ quay lại cái vị trí đầu tiên, đó là nó sẽ có một cái rất là cứng gợn ở đây. Mình sẽ làm mềm ra một chút thế nhá. Ok chưa? Tiếp theo cột bên trên này, với cột bên dưới thì nó cũng xem giống nhau. Các bạn hai cột này thì các bạn cứ thay đổi linh động. Ở đây thì nó sẽ cho cái độ cứng ra này. Độ cứng ra đúng không? Nên cái này mình kéo xuống một chút. Nói chung cái này các bạn phải làm ít nhất là vài mẫu thì các bạn mới quen được những cái thanh công cụ này nhá. Nhưng về cơ bản thì mình hướng dẫn mình nghĩ là cũng khá là chi tiết đấy. Ok. Rồi, tiếp theo thì đây cái góc độ này, các bạn có thể điều chỉnh cái góc độ của cái ánh sáng nó xoay theo chiều nào. Đấy thì tùy theo ý thích, các bạn nhìn nó đang thay đổi này, bởi vì mình đang thay đổi cái góc độ. Đấy, ví dụ nó sẽ chiếu theo cái góc độ 179 độ thì nó sẽ chiếu từ phải sang trái chẳng hạn. Đấy, tùy. Cái này thì mình cứ để là 90 đi. Ok. Rồi, ở đây thì mình cũng cho nó cứng lại một chút, mình không cho nó. Ok. Rồi, mình giảm opacity xuống một chút này. Đấy thì chúng ta đã được một cái khối như này rồi, đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ làm cho nó một cái phần bóng. Ở đây mình sẽ vào Drop Shadow, nó sẽ là cái phần bóng ở dưới nhá. Opacity mình để 100% cho các bạn dễ hình dung. Ở đây mình để Normal, nó về cái phần mặc định nhá. Rồi bóng thì các bạn có thể để màu đen, thì tùy theo ý thích của các bạn thôi, bởi vì bóng nó tối mà nhá. Ở đây mình sẽ để màu đen. Rồi ok, mình để 100% rồi cho các bạn dễ nhìn ạ. Rồi tí nữa mình sẽ điều chỉnh cái bóng nó sẽ mờ một chút chứ nó cũng không để rõ như vậy. Đầu tiên thì các bạn phải quan tâm đến cái cột đầu tiên này. Ở dưới nó là cái điều chỉnh cái độ bóng chiếu thì mình không nói rồi. Tiếp theo ở cái cột dưới này, các bạn kéo xuống đây này thì cái bóng nó sẽ kéo lên lên trên xuống dưới cái độ giãn bóng. Ok chưa? Đấy mình cứ giãn mạnh ra một chút cho các bạn dễ nhìn nhá. Rồi là ok. Rồi. Tiếp theo đó là về cái thứ hai, cái size. Các bạn cho cái size nó càng to ra này thì nó sẽ càng mờ. Ok chưa? Các bạn kéo dịch lại thì cái size nó sẽ mỏng hơn. Và đây mình sẽ kéo lên một chút. Đấy, thì ở dưới chúng ta sẽ có một cái bóng. Ở đây bóng mình cứ để multi nhá. Yeah. Rồi, ở đây nền mình khá là tối nên mình cứ để cái bóng 100% opacity cũng được. Còn nền bạn nào sáng thì có thể giảm cái opacity xuống một chút để cho cái bóng nó nhẹ thôi. Ok, vậy là mình đã xong cái về cái phần hiệu ứng chữ. Đấy, ở dưới nó sẽ có bóng này nhá. Và cái chữ này đặc biệt nó là mình thay đổi được cái chữ. Đấy, ví dụ mình ghi chữ design. Đấy, hoàn toàn các bạn có thể thay đổi được. Hay Thái Hoàng HD. Đấy. Và các bạn cũng có thể thay đổi được cái màu chữ nhé, tùy theo ý thích. Ví dụ ở đây mình có thể đổ một cái màu khác, màu gray thì các bạn lại vào cái các bạn phải vào đây. Nó đang màu gray mà, nên là mình sẽ vào đây để thay đổi cái màu gray. Đây, các bạn sẽ vào gray ở đây để chúng ta thay đổi cái màu gray tùy theo ý thích của mọi người. Ví dụ ở đây mình không thích cái màu này, nó mình đổi sang cái màu khác đi chẳng hạn. Đấy, nó màu nâu này nhá. Ok, mình vẫn để cái màu cũ. Rồi, thì bây giờ các bạn muốn nó trở về cái mặc định đó là một màu đúng không? Thì các bạn sẽ bỏ cái tích gradient này đi. Bỏ cái tích gradient này đi. Rồi ok, thì các bạn sẽ đổi được cái màu, ví dụ mình muốn màu đỏ đi chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta thay đổi tùy theo thích. Đây là một màu. Nhưng mà thường thì các bạn lấy cái màu gradient thì nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ đơn giản là cái màu hồng này nhá. Mà các bạn sử dụng cái màu gradient nó đã khác rồi. Các bạn cho thêm một sắc hồng, màu tím ở đây thôi, cũng là màu tím nhưng nó sẽ chuyển. Đây, ví dụ mình sẽ lấy cái màu tím đây và nó sẽ chuyển sang một cái tông màu tím sáng hơn một chút thôi ạ. Đấy, như thế này là đã khác rồi ạ. Nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà các bạn để một màu, đúng không? Cũng là màu tím nhưng nó sẽ chuyển cái sắc độ một chút. Đấy, ok. Đấy, cũng là cái về cơ bản thì nó cũng không khác gì nhiều so với lại chúng ta để một cái màu tím bệt như lúc đầu, đúng không? Nhưng các bạn nên làm ra cho nó những cái sắc độ thì nhìn nó sẽ rất là vui mắt. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên tham gia group cũng như là follow kênh TikTok của mình và nhấn nút chuông và đăng ký kênh YouTube để có những video về tặng tài nguyên hay chia sẻ những kiến thức của bản thân mình biết được thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo về cái video đó sớm nhất. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.